Đêm thức thâu đêm, mẹ mai chiếc áo cho con. Áo nào sơn dài, lời ru theo tháng năm dài. Từng lời ngọt ngào, à ơi, bên mái tranh đầy yêu thương, chùm chiếm môi cười, mẹ vui biết mấy con ơi. Canh tím rau dền, con nói mẹ là thôi mẹ đánh đi, là ba mất còn hai đứa con, mẹ lo hai đứa con học, hai đứa con học có tiền rồi nuôi lại mẹ. Con học có tiền thì con nuôi lại mẹ. Đồng đua vui bên nhánh sông bìm bìm kêu, ngày thơ âu đó bây giờ đã xa đời tôi. Ở Đồng mến chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của Đồng. Lời đầu tiên, Đồng gửi lời chúc sức khỏe tới quý nhà hảo tâm, quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Đồng đang có mặt ở tỉnh Vĩnh Long. Hôm nay thì Đồng tới đây để ghé thăm hoàn cảnh của hai em học sinh rất là thương tâm. Đó là người cha không may mắn vừa mắc căn bệnh hiểm nghèo qua đời, để lại hai em sống trong căn nhà tan nát. Hiện tại thì người mẹ của hai bé cũng mang trong mình một căn bệnh rất là hiểm nghèo, đó là căn bệnh lao phổi, ung thư phổi. Đồng nhận được hình ảnh thì thấy được người mẹ hiện tại thì gầy sơ gầy xác, giống như là da bọc xương. Còn một cô bé thì có khuôn mặt rất là thiên thần, sống cùng người mẹ và một người em trai nữa. Liệu rằng không biết thì mẹ mắc căn bệnh lao phổi như vậy và cha thì vừa mới qua đời, hai em sống trong căn nhà tan nát, sống chung với người mẹ một thời gian như vậy có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không? Đồng rất là lo lắng. Vì vậy hôm nay thì Đồng muốn tới đây để tìm hiểu hoàn cảnh, ghé thăm ba mẹ con như thế nào. Đồng cũng nhận được thông tin là sau khi người chồng, người cha mắc căn bệnh hiểm nghèo thì gia đình bán đất, bán nhà để chữa chạy cho người chồng, người cha, nhưng mà không cứu được sinh mệnh của người chồng. Thì sau đó người chồng mất đi thì ba mẹ con bơ vơ giữa cuộc đời, không nhà, không cửa, không đất đai. Được bên chồng cho một miếng đất nho nhỏ để dựng tạo một túp lều để ba mẹ con sống qua ngày. Bây giờ Đồng để hiểu rõ hơn, Đồng kính mời quý cô chú anh chị cùng đồng hành cùng Đồng ở video này nhé. Quý cô chú anh chị, đây là căn nhà tranh mục nát. Hiện tại thì ba mẹ con đang sống tạm bợ ở đây. Kể từ ngày người chồng, người cha qua đời thì được ông bà nội bên chồng á, cho một lô đất nho nhỏ ở đây và dựng tạm cho ba mẹ con một túp nhà tranh. Chị ơi, dạ em chào chị. Chú chào con gái nhá. Thôi được rồi, hai mẹ con cứ ngồi lên đây đi. Dạ chị ơi, em chào chị. Dạ. Chú chào con gái nha. Dạ, em chào chú, chào ông bà cô bác. Chị ơi, hôm nay thì em được một người chị ở địa phương mình có gửi hình ảnh giới thiệu hoàn cảnh của ba mẹ con á. Thì hôm nay có dịp về Vĩnh Long thì em muốn ghé thăm, đầu tiên là hỏi thăm sức khỏe của ba mẹ con. Dạ. Sau đó thì muốn tìm hiểu hoàn cảnh, kết nối với quý nhà hảo tâm để xem có giúp đỡ được gì cho ba mẹ con trong cuộc sống á. Dạ. Thì trước khi trò chuyện về hoàn cảnh thì chị có thể cho em với ông bà cô bác biết được chị tên gì không chị? Dạ, em tên Yến. Năm nay chị Yến nhiêu tuổi chị? Dạ 36. Dạ, là chị Yến là người dân địa phương Vĩnh Long luôn hay sao? Dạ em ở quê ở Bến Tre. Bến Tre lấy chồng về Vĩnh Long. Dạ. Dạ, hiện tại thì công việc của chị là làm gì chị? Em làm mướn, làm thuê, ai kêu gì em làm đó. Là công việc chính là làm những gì chị ha? Như người ta, em làm dán tem, lãnh hộp điều. Nghĩa là cứ ai có công việc chị kêu mình là mình làm hết. Dạ. Thì trước đây thì hai vợ chồng sống ở đâu? Em sinh sống ở trên Sài Gòn, cũng đi làm thì lo cho hai đứa con thầy. Dạ. Dạ. Con gái có thể giới thiệu cho thầy với ông bà cô bác biết được con tên gì không? Dạ con tên Vi. Năm nay Vi nhiêu tuổi con? Dạ năm nay con 10 tuổi. Vi hiện tại còn đi học không? Dạ còn. Vi học lớp mấy này? Dạ con học lớp 5. Vi học trường gì? Dạ con học trường tiểu học Đặng Thị Chính. Cái quãng đường mà từ nhà Vi á đến trường thì xa không con? Dạ cũng hơi xa.
Hồi nãy thầy đi ngoài kia vô thì thấy đường vô nhà con sao khó đi chứ à? Đường đất, đường sình không à? Rồi mỗi lần con đi học thì bằng phương tiện gì? Dạ, bằng xe. Là con tự hay là mẹ chở? Dạ, mẹ chở. À, là thường ngày đi học hai bé là chị chở hết à? Dạ. Rồi thời gian đâu nữa chị đi làm? Dạ, thời gian rảnh thầy em đưa rước nó đi học đó thầy. À, dạ. Là em nghe nói là chồng của chị, cha của hai bé là mất rồi hả chị? Dạ. Mất lâu chưa chị ha? Dạ, mất vào năm Tết, 27 Tết. Mất vào 27 Tết luôn? Dạ. Là anh bị làm sao chị? Anh bị bệnh. Trời ơi. Là trên này là di ảnh, đây là của chồng chị ha? Dạ. Còn rất là trẻ luôn. Khi đó thì anh mất thì bao nhiêu tuổi chị? Anh mất 36 tuổi. 36? Dạ. Là chưa được một năm hả? Dạ, chưa được năm. Trời ơi. Là em nghe nói là khi đó là mắc căn bệnh hiểm nghèo, gia đình bán hết nhà, hết cửa, hết đất để chữa trị cho anh mà không được hả? Dạ, không được. Dạ. Thì thời gian anh mắc bệnh thì lâu không chị? Dạ, thời gian anh mắc bệnh cũng 5, 2 năm ấy, lo tiền bạc không hết luôn. Bác sĩ kết luận là bị bệnh gì chị? Bị hậu bị Covid. Hậu Covid hả? Dạ. Là về phổi hay sao? Dạ, về phổi. À. Ủa thì em nghe nói chị là có tới hai người con mà sao hôm nay dạ, tới đây gặp có mình? Đứa nhỏ đi học. À, bé nhỏ thì tên gì chị? Bé nhỏ tên Quỳnh. À, con trai hả? Dạ. À, năm nay nhiêu tuổi chị ha? Dạ, năm nay nó 8 tuổi, 7 tuổi. Dạ, học lớp mấy chị? Dạ, là học lớp 2. À, bé này thì học, hồi nãy nói học lớp 5. Lớp 5, còn em trai thì học lớp 2. Ủa rồi chị với hai bé về đây thì sống được lâu chưa? Dạ em về đây cũng lâu, cũng mấy năm lo cho nó đi học đó rồi. À, chồng mất rồi mới về đây hay là về đây rồi mới mất chị? Dạ em về đây chồng mới mất. À, là hiện tại là ba mẹ con sống trong cái căn nhà tranh tan nát này hả? Dạ. Thiệt luôn hả chị? Dạ. Này quý cô chú anh chị này, nếu mà thực sự nếu mà đồng mới vào thì không nghĩ là ba mẹ con có thể sống được trong này đâu. Tại vì nó sụp xuệ đổ nát hết rồi. Ôi con gái ơi. Dạ. Cho chú hỏi là ba con đâu? Dạ ba con mất rồi. Ba con mất khi đó thì con mấy tuổi? Dạ khi đó con 10 tuổi. Là mới mất đúng không? Dạ. Khi ba mất thì con có ở cạnh ba không? Dạ có. Rồi ba có dặn dò gì con không? Dạ không, ba không có nói gì, ba mệt quá, ba không nói gì hết trơn. À, khi đó thì ba con có động viên ba gì không? Dạ, lúc đó con không có nói nữa. À. Ủa chị ơi, sao mà khi mà em tới đây á, cảm nhận người chị rất là ốm luôn, gầy gò xanh xao. Chị còn da mà bọc xương nữa, là chị có mang cho mình căn bệnh gì không? Dạ, lúc trước em có bệnh. Bệnh gì chị? Dạ, bệnh lao phổi. Lao phổi hả? Dạ. Ui à, rồi chị chữa trị sao chưa? Dạ có trị, sợ tái rồi thôi thầy. Rồi chị mà lao phổi thì em biết là lao phổi là lây lan rất là nhanh á. Dạ. Lây qua đường ăn uống này, hình như lây qua đường không khí nữa. Dạ. Rồi là chị sống với hai con vậy thì làm sao? Em cũng kỹ lưỡng chút đó thầy. Rồi con đi hai khám cho hai bé chưa? Dạ có thầy, bữa hổm tên xã có kêu xét nghiệm cho nó, chụp hình cho nó, không có gì thầy. Trời ơi, mà thấy chị mà, quý cô chú anh chị này, chị rất là ốm luôn, ốm yếu xanh xao nữa. Cái tay, bàn tay của chị như còn da bọc xương không á. Dạ. Chị có ăn uống được không mà sao mà ốm chưa? Dạ, em cũng thấy mệt mệt, em sợ tái lại. Ừ, rồi ăn uống thì có riêng chén bát với con không? Dạ có. Trời ơi, lo là lo cho hai bé này này. Dạ. Tại vì hai bé còn nhỏ mà ở với mẹ thì mất cha rồi, còn tình thương mẹ thì không bao giờ rời mẹ được. Sợ ở... Con gái khi mà nghe mà mẹ bị bệnh vậy con sợ không? Dạ sợ. Hả? Con sợ bị lây không? Dạ không. Sao ạ? Tại vì giờ con mình mẹ rồi sợ lây nữa, rồi ai lo cho con? À, có sợ điều gì xảy ra với mẹ không? Tâm sự với thầy nghe coi. Dạ có. Con sợ điều gì nhất? Con sợ mẹ mất. Con sợ mẹ mất.
ba mất rồi, bỏ lại con với mẹ nữa, giờ mẹ mất thì con biết sống với ai? Có bao giờ con nghĩ đến cái cảnh đó chưa? Đi học thì bạn bè có hỏi về sao không thấy ba bạn đi học phụ huynh nhau? Dạ không. Không tuổi lắm đó thầy. Sao không lại kể thầy nghe được không? Tâm sự với thầy đi. Sao con gái khóc? Con nhìn lên đây nè. Sao con khóc? Sao con khóc, con nói cho thầy nghe đi. Thầy có thể giúp được gì con không? Sao đang nói chuyện tâm sự về cuộc sống lại khóc con? Con cứ nói thật đi, cảm xúc của con mà. Cảm xúc con nói đi. Con sợ điều gì hả? Con sợ mẹ mất. Con biết vì sao mẹ ốm vậy không? Dạ mẹ bị bệnh. Hay là mẹ nhường đồ ăn hết cho hai con rồi? Dạ không. Không biết hả? Người mẹ thường dạy con, người mẹ nhiều khi mà có những món ăn ngon á, nhiều khi mẹ không dám ăn, con kêu mẹ ăn thì mẹ nói mẹ ăn rồi. Đúng không? Vì gần đây thì con thấy mẹ ho nhiều không? Dạ có. Con thấy mẹ ho, mẹ mệt luôn. Do vậy là con sợ mất mẹ. Thật sự quý cô chú anh chị, giờ mà chị nhà mà có làm sao thì hai bé này không biết nương tựa vào ai luôn. Ủa chị đi làm vậy thì chị được một ngày được nhiều tiền không chị? Có mấy chục thì có mấy chục ngàn thầy, lãnh một đều thì chục ký có 50 ngàn. Dạ. Yeah. Chục ký 50 ngàn mà một ngày chị làm được mấy ký? Ngày thì bình quân ngày làm được 5-6 ký như vậy. Dạ. Rồi dạy sao đủ trang trải cuộc sống cho ba mẹ con? Nào là tiền là thuốc thang cho chị. Chị giờ hiện tại bệnh vậy thì có phải uống thuốc để duy trì không? Dạ cũng có uống mà. Hình như mà lao phổi là có thuốc được cấp miễn phí đúng không chị? Dạ có cấp miễn phí, cũng mua thuốc ngoài đó. Dạ. Con gái hiện tại thì con gái có cái điều ước gì không? Dạ con muốn cho mẹ con khỏe. Chị ước mẹ khỏe thôi hả? Nhiều sao con không ước có nhiều tiền mà lại ước cho mẹ khỏe? Mẹ khỏe mẹ lo cho con. À chỉ cần mẹ thôi không cần tiền đúng không? À, quý quý cô chú anh chị, nhiều khi mà mặc dù sống trong những hoàn cảnh nghèo khổ nhưng mà các bé thì nhiều khi là cần những cái tình thương của người cha người mẹ hơn là cần tiền, tại vì tiền thì sau này con lớn thì con làm được đúng không? Dạ. Chứ giờ ví dụ như mất cha rồi mà mất mẹ rồi, sau này con có nhiều tiền bao nhiêu con cũng không bao giờ tìm được lại cha và mẹ đúng không? Bình thường đi học vậy thì ai đi học phụ huynh cho con? Dạ mẹ. Mẹ hả? Thương quá. Rồi cái đường xá vậy thì hai mẹ con đạp xe đạp về thì có khi nào bị té chưa? Dạ cũng có. À là trời mưa là té hả? Dạ trời mưa sình. À là té, hai mẹ con có té đó hả? Dạ. Rồi té lúc đó thì làm sao? Té lúc đó thì con lúc đó là con cũng biết. Hai bé thì đi học vậy thì một năm học phí hết nhiều không chị? Dạ cũng mấy trăm. À mấy trăm ngàn. Dạ một năm thì hai học kỳ cũng đứa 800. Một năm 800. Dạ. Hai em là 1.6 triệu. Dạ. Dạ. Tiền bảo hiểm thì chưa tính nữa. À. Dạ. Là hiện tại là ba mẹ con ông bên nội. Dạ. Bên chồng là cho chỗ này dựng lên một căn lều tạm bợ vậy để sống. Dạ. Mà sống trong căn lều này thì được bao lâu rồi? Dạ lúc ảnh mất á. Là ra đây? Dạ. Là gần một năm rồi. Dạ. Hiện tại thì đồng tới đây quý cô chú anh chị thì thấy trên này là bàn thờ của anh đúng không? Dạ, dạ đúng không? Cũng không có cho anh một cái chỗ thờ nó tươm tất nữa. Dạ. Trời ơi. Rồi trên này là che vậy là sao chị? Nó bị dột hay sao ạ? Bị dột. Dạ. Con gái tối ngủ thì có bị tạt mưa không? Dạ, cũng có. Tạt bên nào nhiều nhất chị cho chú coi coi. Tạt bên này nhiều nhất. Bên đó hả? Dạ. Ai là người nằm trong cùng? Dạ, mẹ con. Con trai đi học vậy hả? Dạ. Dạ, thưa thầy con. Thưa thầy. À, ngồi lên đó với mẹ đi. Cô chú không?
Đó, ngồi lên nè, ngồi bên chị này. Rồi, em trai mới đi học vậy. Cho ngồi ngồi bên này nè chị. Rồi để chị ngồi giữa đi, tại vì chị có cái mic á. Là đi học mới về à, con trai? Dạ. Con trai tên gì nào, giới thiệu cho ông bà cô bác biết, là nói lớn lên nào. Con tên Trần Tuấn Phượng. À, năm nay nhiêu tuổi? Dạ, 8 tuổi. À, đi học về mệt không? Dạ mệt. Sáng có ăn gì không? Dạ. Sáng có ăn gì không? Dạ có. Ăn gì, sáng ăn gì? Ăn xôi. À. Rồi tối con ngủ ở đâu? Dạ, ngủ ở đây. Đây hả? Rồi là con gái, ai là người nằm trong cùng? Dạ, mẹ con. Là mẹ chịu tạc cho hai đứa hả? Dạ. Rồi đến ai? Rồi đến em con và con. À, đây quý cô chú anh chị này, cái vách này này. Cái vách này hiện tại thì nó bị không còn lá dừa luôn. Vậy chị phải buộc dăng những cái tấm bao bì đúng không chị? Dạ. Rồi bình thường là mấy mẹ con thì nấu ăn hay là sao? Dạ nấu ăn. Nấu chỗ nào chị? Dạ biết chung với nội và nấu. À. Ủa tại sao cho chú hỏi con gái trả lời thật nhé. Dạ. Tại sao con không sống chung với ông bà nội? À, đúng con. À, dạ tại còn chú Út. À, ông bà nội sống chung với chú Út. Dạ. Nên không có sống chung bên đó. Là ba mẹ con sống chung bên này, chỉ có là nấu ăn chung cái bếp thôi đúng không? Dạ. À. Rồi con gái dẫn thầy đi thăm một vòng căn nhà được không? Dạ được. Bình thường thì con gái thì tối con học bài ở đâu? Dạ con học ở đây. Đây hả? Dạ. Rồi là ngồi bằng cái ghế này hả? Dạ. Con gái thì học được học sinh loại gì? Dạ loại giỏi. Thiệt luôn? Dạ, nhưng mà năm lớp 4 con bị khống chế môn toán. À, năm lớp 4 bị khống chế môn toán nên là không có được. Bình thường là được giỏi hết hả? Dạ. Giỏi quá, con gái mặt rất là xinh luôn, có ai khen con gái xinh chưa? Dạ chưa. Có chiếc răng, hình như có chiếc răng khểnh nữa đúng không? Dạ. Cười cái gọi. Ờ đó. Rất là xinh luôn. Là con đi học là bằng ba lô này, hồi nãy là của em trai đúng không? Dạ. Bên này là của con. Dạ. Là con một tuần dậy thì học mấy buổi? Dạ con học 2 buổi. Có thứ sáu là học buổi sáng thôi. À, là hôm nay thì con thi chưa? Dạ con thi xong rồi. À, biết điểm chưa? Dạ chưa. À, chắc hồi hộp chờ điểm lắm nha. Dạ. Là tối là ba mẹ con ngủ đây. Cái này là cái rong giường quý cô chú anh chị. Cái phản á. Hồi nãy bé chia sẻ là nó tạc dữ lắm. Hồi nãy con nói sao tạc dữ lắm, tạc nhiều lắm hả? Dạ. Rồi là mẹ nói là mẹ để mẹ nằm ngoài chỗ tạc thôi. Dạ. Che chở hai con. Dạ. Ừ, rồi đi tiếp đi con. Rồi chỗ con thường xuyên hay rửa chén là rửa chỗ nào? Dạ chỗ này. Đây hả? Dạ. Là con rửa chén ở đây. Dạ. Là bằng cái vòi nước kia hả? Dạ. Rồi dạ, là con có phụ mẹ được công việc gì không? Dạ con quét được. Con quét nhà có khi mẹ kêu rửa chén con cũng phụ mẹ. À. Rồi kể từ ngày mà cha mất như vậy thì mất đi trụ cột gia đình á. Thì ai mẹ thì không kiếm được bao nhiêu tiền, mẹ còn bệnh nữa. Rồi cuộc sống của con có nào mà đi học bị thiếu thốn không? Dạ không. Tại mẹ ghét mẹ làm rồi mẹ đóng tiền đồ nên là con không thiếu cho lắm. Ừ. Thầy nghĩ chắc mẹ không dám ăn, không dám mặc để nhường cho hai con á. Chứ thật sự mà làm ngày 60 ngàn thì đâu có đủ trang trải cuộc sống đâu. Có bao giờ mà thấy mẹ khóc chưa? Dạ có. Sao mẹ khóc biết không? Con thấy mẹ buồn. Rồi có lúc mẹ nhớ ba nữa. Rồi mẹ nói gì? Con có hỏi mẹ, mẹ không có nói gì hết á. Mẹ chỉ khóc một mình vậy hả? Dạ. Nhưng lúc đó thì con có lại động viên cho mẹ không? Dạ có. Con nói mẹ với mẹ sao? Con nói mẹ là thôi mẹ nín đi. Ba mất còn hai đứa con. Mẹ lo hai đứa con học.
Thế con học có tiền rồi nuôi lại mẹ. Con học có tiền thì con nuôi lại mẹ hả? Ừ. Trời ơi, thương quá. Khi đó thì chắc mẹ cũng ấm lòng lắm con ha. Dạ. Cũng may là con cũng có ông bà bên ông bà nội đúng không? Cho được dạ. miếng đất để mà sống. Không thì chắc ba mẹ con không biết sống đâu luôn á. Là chỗ này là chỗ bếp bếp nấu ăn của nhà con hả? Dạ. Trưa nay thì ăn món gì? Dạ, như con mẹ nấu canh chua. Ủa? Rau, mẹ nấu rồi. Mẹ con biết đó món gì không? Rau luộc. À, rồi bên này chắc món kho hả? Chắc vậy quá, con cũng biết nữa. Gọi sao? Gà hả? Ừ. Rồi. Rồi cái chỗ này con đi thì né ra này. Nó sập hết rồi nè con. Lúc những lúc mưa to gió lớn chắc con sợ lắm nha. Dạ. À. Rồi mấy cái lu này thì mình đựng gì hả con? Dạ mấy lu này con không biết nữa. Mà của bên ông bà nội hả? Dạ. À. Đồ con rớt hết rồi kìa. Là đi học con bằng mặc bằng đồng phục áo trắng của trường vậy hả? Dạ. Rồi bên này thì cái sông suối này quý cô chú chị. Chỗ này thì nó mục hết rồi. Bé thì rất là ngoan luôn quý cô chú chị ơi. Hồi nãy bé tâm sự thì những giọt lệ của bé đã rơi. Chắc là rơi cho số phận, buồn cho số phận cuộc đời của gia đình á. Cha thì mất, mẹ thì mang trong mình một căn bệnh hiểm nghèo. Con trai thì chắc còn nhỏ, chưa biết gì đâu. Em trai chắc còn vô tư nha, con gái nha. Dạ. Hình như chị mà bị mang căn bệnh đó thì sẽ có thuốc đặc trị đúng không chị? À, con gái ơi, trước giờ thì có thể là con chưa bao giờ nói những lời tình cảm dành cho mẹ đúng không? Hôm nay sáng tiện có ông bà cô bác này này, có thầy ở đây thì con ôm mẹ con nói điều gì cho mẹ, cố mẹ vui đi, để mẹ cố gắng vượt qua bệnh tật á. Con ôm mẹ cái đi, con nói gì với mẹ đi. Mẹ cố gắng hết bệnh để lo cho con với em. Ừ. Đọc nha. À, bé nói là bé thường xuyên thấy chị khóc trong đêm, là chị khóc về chuyện gì chị? Rất là sợ không có bệnh, sợ cái bệnh không có ai lo cho hai đứa nhỏ. À. Chắc làm bậc làm cha làm mẹ khi khóc vậy thì chắc cũng khóc trong bóng tối không có cho con biết nha. Con gái sao khóc nữa rồi? Hả? Thương mẹ đúng không? Thương mẹ thì con biết con phải làm sao không? Dạ con cố gắng học. À. Để cho mẹ vui. Rồi cố gắng phụ mẹ những lúc mình rảnh rỗi ha. Thật sự mà con biết hoàn cảnh của mình như vậy thì khi mà thầy hỏi thật con trả lời thật ha, khi mà con đi học nhà mà thấy bạn bè có giày mới này, ba lô đẹp này, ba lô xịn này, rồi là có xe đạp điện đi học thì con có buồn không? Dạ có chứ. Có hả? Rồi về có nói với mẹ không? Dạ không. Sao ạ? Tại con biết là mẹ làm á, mẹ không có đủ tiền mua cho con giống mấy bạn nên con không nói. À, con nói sợ rồi mẹ lại lo toan nhiều thứ nữa đúng không? Dạ. Con cũng phải hiểu rằng là làm cha làm mẹ thì ai cũng muốn là con của mình á cũng bằng những cái bạn bè khác, có đầy đủ như bạn bè khác đúng không? Nhưng mà tùy thuộc vào điều kiện kinh tế, tùy thuộc vào cái hoàn cảnh con. Thầy cũng rất là vui khi con hiểu cho mẹ. Tại vì giờ ba mất rồi á thì gánh nặng là dồn lên đôi vai gầy sơ xác của mẹ hết rồi. Thì thầy cũng hy vọng là con sẽ yêu thương mẹ nhiều hơn và cố gắng học giỏi hơn ha. Dạ. Ừ. Có được người con gái như vậy cũng ấm lòng chị ha. Dạ.
Quý cô chú anh chị, nãy giờ trò chuyện với bé gái, được bé gái đi dắt thăm một vòng căn nhà hiện tại của ba mẹ con đang sống á. Thực sự thì cuộc sống hiện tại của ba mẹ con thì cũng giống như là một màu đen vậy chị ha. Cái bệnh của chị thì bác sĩ nói là có chứa được dứt điểm không? Dạ cũng sợ tái lại em. Là mình có đi chụp X-quang phổi gì chưa? Dạ đợt trước có sợ tái. Ý là phổi giờ hiện tại còn khỏe không? Dạ cũng mệt mệt. Dạ. Ôi rồi cuộc sống hay tương lai thì ba mẹ con sao? Tới đâu hay tới đó. Ai kêu làm thì làm đó, tới đâu hay tới đó. Dạ. Ví dụ như một ngày nào đó mà căn bệnh hiểm nghèo á, mà cướp mất đi cuộc sống của chị, thì hai bé này thì ai là người cứu mang chị? Thì gửi cho mấy ông bà rồi. Mà dạ. Thấy ông bà già không biết sao mà. Ông bà chắc giờ cũng sống nhờ cậu đúng không? Dạ. Hồi nãy em có hỏi bé là vì sao không sống trên đó, thì chị có thể chia sẻ rõ hơn được không? Ý là vì sao ba mẹ con không sống chung với ông bà nội á? Dạ, còn chú Út nữa, còn em chồng nữa. Dạ. Em chồng thì còn gia đình của em chồng nữa chị ha? Dạ. Là cái miếng đất này là ông bà cho ba mẹ con hay sao? Dạ. Là có giấy tờ gì không? Dạ có. Là dạ. cho diện tích được bao nhiêu? Dạ, như dưới 500 mét làm giấy tay á. Vậy làm giấy viết tay? Dạ. Cho tặng ba mẹ con hả? Dạ. Chắc mà khi mà chồng chị còn sống thì chắc hai vợ chồng cũng làm, cũng dự định xây nhà hả? Dạ, em mất rồi lo tiền em hết trơn. Là tiền để dành xây nhà là lo hết? Dạ, lo em mất rồi anh bệnh đó. Rồi là giờ mà khi mà thấy con gái tâm sự là đi học cũng khát khao, có những cái đôi giày mới, có những cái tập mới, rồi là có xe đạp điện. Nhưng mà về không nói với cho mẹ chị biết á. Dạ. Sợ chị lo nhiều. Thì hiện tại mà khi mà nghe con gái nói vậy thì chị có suy nghĩ như thế nào? Cũng buồn với nó, cũng buồn. Dạ. Tương lai thì con gái tính học đến lớp bao nhiêu? Dạ, học tới đâu hay tới đó thầy ơi, chứ còn không biết nữa. Là tùy thuộc vào điều kiện sức khỏe của mẹ và cái số tiền mẹ lo được bao nhiêu thì học hả? Dạ. Ví dụ như giờ mẹ nói... con hồi nãy nói tên gì? Dạ tên Vi. Vi ơi, mẹ nói là Vi ơi, hôm nay mẹ bệnh nặng quá rồi, mẹ không thể lo cho con học nữa, con nghỉ học nha. Thì Vi sẽ làm như thế nào? Dạ con làm theo ý mẹ thôi, chứ giờ sao vậy thầy? Sao không năn nỉ là mẹ cho con đi học? Cũng em học. Nếu một ngày mà cho con chọn lựa nhá, chọn lựa giữa nghỉ học và đi học, nghỉ học để dành tiền cứu mẹ và để mẹ đỡ vất vả hơn, và thứ hai nữa là con sẽ được đến trường, con chọn cái nào? Dạ con chọn nghỉ học cho mẹ có kiếm tiền, có nhiều sức khỏe hơn. Sao vậy? Tại vì giờ con đi học rồi sức khỏe mẹ cũng đâu có rồi, mẹ lo cho con đi học. Giờ ông bà cô bác đâu mà muốn nhận con làm con, chịu không? Dạ không. Rời xa khỏi mẹ có chịu không? Dạ không. Sao vậy? Sống với mẹ quen rồi. Sống với mẹ thì đói thì sao? Thì ăn tới đâu thì được thôi. Có gì ăn đó hả con? Dạ. Trời ơi thương quá. Ôi gian nhà của ba mẹ con này nó đổ nát hết rồi. Ủa chị, sống trong này thì trời mưa gió lớn thì nó sập, nó đè bà ba mẹ con thì sao? Mở không nổi, dựng tràn lên nó cháy. Là hình như em thấy là mấy cái bao bì này cũng mới khắc phục khi trời mùa mưa hả? Dạ, mới khắc phục. Dạ. Là khi chồng mà mất thì được chôn cất ở đâu chị? Dạ, trước nhà. Chôn ngay trong vườn luôn hả? Dạ. Đa số ở dưới vùng miền Tây thì em thấy là những người thân mà mất đi là thường an nghỉ trong vườn luôn chị ạ? Dạ.
hình như cho gần nhà để nhang khói với chăm sóc mộ cho dế vậy ha. Dạ, dạ. Rồi giờ con gái này, cũng nãy giờ trò chuyện với con cũng nhiều rồi á, thì con có mong ước gì không, có điều ước gì không? Dạ, con ước cho có cái nhà để cho mẹ đỡ đỡ bị ướt khi mà mưa tạt vô. À, sao con ước gì cho bản thân con? Sao ạ? Sao con ước gì cho con? Thì cho mẹ con khỏe đi, rồi mẹ con làm, mẹ con nuôi con học. À, cái gì cũng ước cho mẹ hết trơn người ta. Đúng là sinh con gái thì luôn được nhờ chị ha. Điều ước cũng dành cho mẹ hết. Biết ngồi lên đây thì có bị sập không chị? Dạ, chắc không sập luôn. Sập thì tối mấy mẹ con lấy đâu ngủ, con gái? Ví dụ sập thì tối ngủ đâu? Con đâu biết đâu. À, những lúc mà trời mưa lớn quá mà nó chảy lớn quá thì có chạy lên ông nội xin trú mưa không? Dạ, có. À, nhưng mà ví dụ nửa đêm thì ông nội cũng phải ngủ giấc chị ha. Rồi là trú ở đâu chị? Dạ. Ví dụ như nửa đêm nửa hôm á, mà mưa lớn quá mà tạt lớn quá thì mình đi đâu trú? Nó chạy lên trên trú đỡ. Khi đó khuya rồi, ông bà ngủ hết rồi? Dạ, có cửa, mở cửa ra. À, rồi trưa nay thì nấu món ăn gì chưa? Hồi nãy thấy đó là hình như canh mùng tơi hả? Dạ, bùn ngót. Bùn ngót. Rồi là thịt kho. Dạ. Mà hình như quý cô chú anh chị, hình như cái bệnh lao phổi hình như theo đồng tiếp trước đó nhiều quý cô chú anh chị nói ung thư phổi thì không có lây. Nhưng mà lao phổi thì lây qua đường tiếp xúc, ăn dạ. uống. Do vậy thì chị phải ký xíu á, cho dạ. hai bé này này. Dạ. Cũng kỹ cho nó ăn chén viên không. À. Dạ. Nhưng mà hiện tại thì khoảng không nó hẹp quá, ba mẹ con chỉ có một chiếc cái này gọi là đâu phải chiếc giường đâu. Chiếc bộ dáng. Bộ dáng hả? Dạ. Bộ dáng này tới ai tặng cho đây? Bộ dáng của ông nội ngày xưa. Ngày xưa rồi dạ. cho hả? Dạ. Trời ơi. Hôm nay ông bà nội cũng cho chỗ cưu mang hết. Dạ. Rồi bên có cái nào về bên ngoại chưa? Dạ cũng có. Cô bên ngoại có kêu về bên đó không? Dạ không. Dạ cũng có mà em về. Tại hai đứa đi học ở bên đây. À. Dạ. Chị thì có mấy anh chị em? Dạ 5 người. 5 người hả? Dạ. Là chị lấy chồng xa quê về đây? Dạ. Thì thật sự quý cô chú anh chị, thì cuộc sống dù lấy chồng ở gần hay xa thì những người phụ nữ luôn mong muốn là sẽ có một cái mái ấm gia đình hạnh phúc chị ha. Không cần giàu sang, chỉ cần là có những đứa con ngoan, có người chồng thương yêu con, thương yêu vợ là được chị ha. Dạ. Nhưng mà chị thì không được may mắn khi mà cái căn bệnh hiểm nghèo đã ập tới cướp mất đi người chồng của chị. À, cướp mất đi cha của hai đứa bé này này. Bé này thì rất là ngoan luôn, khuôn mặt rất là xinh luôn á. Ừ. Hát hay không? Dạ không. Có biết hát không? Dạ biết. Hát tặng ông bà cô bác bài được không? Dạ thôi, con hát dở lắm. Hát dở cũng được. Bài gì con yêu thích nhất ở trường á? Bài gì về mẹ biết không? Bàn tay mẹ. Sau đây thì bé Vi, một bé gái rất là xinh, khuôn mặt như thiên thần vậy đó, sẽ gửi tặng cho quý ông bà cô bác, cho những người mẹ đúng không? Một bài hát là Bàn tay mẹ đúng không con? Dạ. Rồi con hát đi con. Bàn tay mẹ bế chúng con, từ tay mẹ con lớn khôn. Cơm con ăn tay mẹ nấu, nước con uống tay mẹ đun. Trời nóng bức do từ tay mẹ, con ngủ ngon trời giá rét. Cũng vòng tay mẹ ủ ấm con, từ tay mẹ con lớn khôn. Dạ. Có thể bài hát này là đúng hoàn cảnh của con đúng không? Thầy nghe là cơm con ăn là tay mẹ nấu, rồi bàn tay mẹ ủ con những lúc giá rét, giống như là những lúc mà bị tạt mưa đúng không? Dạ. Là có đúng với hoàn cảnh của gia đình con không? Dạ đúng. Có phải con lựa và chọn bài hát này là do nó phù hợp với hoàn cảnh của con đúng không? Dạ. Con trai thì hồi nãy giờ chưa trò chuyện với con trai này. Đi học thì được cô khen không?
Dạ học. Sao ạ? Không biết. À, học giỏi không? Dạ học giỏi. Học giỏi thì cô phải khen chứ. Có thương mẹ không? Dạ thương. À, thương thì nói gì với mẹ cho mẹ nghe kìa. Nói sao? Mai mốt con nuôi mẹ. Mai mốt con nuôi mẹ hả? Dạ. Con còn nhỏ xíu sao nuôi? Hả? Con không biết. Là lớn lên là nuôi mẹ đúng không? Dạ. Trời ơi, nhỏ xíu vậy. Sáng thì mẹ cho ăn gì? Dạ, ăn xôi. Ăn xôi. À, trưa thì mẹ cho ăn gì? Con không biết. Chưa biết hả? Dạ. À, rồi ráng học giỏi nha. Dạ. Trời ơi, chưa nhỏ xíu mà đòi nuôi mẹ rồi. Rồi chị hai cũng đòi nuôi mẹ. Là lúc trước là anh chị là sinh được hai người con là bé này với bé này thôi đúng không chị? Dạ. À, đủ nếp đủ tẻ luôn chị ha. Chỉ thiếu là thiếu tình thương của cha thôi, không nhỉ? Có ước có cha giống các bạn bè không? Có hay tâm sự thắp nhang, tâm sự với ba không? Dạ không. Sao vậy? Tại ba có nghe được đâu nó. Thì con cũng tâm sự, ví dụ như con đi học về nè, con có điểm cao thì con tâm sự cho ba. Cho ba vui, cho ba an tâm. Vì thầy nghĩ thì ba luôn dõi theo con với em với mẹ. Mẹ khỏe, con học giỏi, học ngoan, em chăm ngoan, học giỏi thì ba sẽ an lòng mà an nghỉ. Đúng không? Dạ đúng. Cái gì cũng ước cho mẹ hết trơn, thưa cô chú chị. Thì hôm nay thì chị ơi, hôm nay thì em tới đây á, biết được hoàn cảnh của ba mẹ con như vậy á, thì chị thì mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo đúng không chị? Dạ. Rồi cũng không biết là mai mốt làm sao nữa. Chị hiện tại rất là ốm luôn. Và điều đồng rất là lo cho hai bé nữa, quý cô chú chị. Hai bé phải sống chung với mẹ như vậy. Và trong cái căn nhà không gian chật hẹp như vậy thì không biết thì cái sức khỏe của hai bé có ảnh hưởng hay không? Dạ. Là hai bé thì được bao lâu thì được đi khám định kỳ một lần chị? Dạ, năm đó bệnh thì xã kêu đi khám. Chị giờ không chị không có khả năng, không có đi khám. À, chị mai mốt chị có rảnh thì chị có thể đưa cho hai bé đi khám định kỳ phổi một lần. Nó dạ. Không tốn bao nhiêu đâu. Dạ. Chứ để biết sớm mà phòng ngừa con ha. Con muốn giờ ví dụ như con có chiếc xe đạp xinh xinh thì con có tự đi học được không? Dạ được. Đường lầy lội vậy sao đi? Con quen đường, con đạp đi được. À, các bạn trường của con thì thường đi xe đạp hay xe gì? Dạ xe đạp, có bạn thì ba mẹ đưa. À, chứ là tuổi con thì đi xe đạp điện chưa được đâu nhỉ? Còn nhỏ quá, nó xe đạp điện nó cao. Nó cũng ham lắm mà chưa có khả năng. Ờ, học đến lớp lớn đi. Ví dụ lên là cấp 2 đi chị ha. Lớp 6, lớp 7 thì có thể mua được chị nha. Dạ. Ủa chị thì đi làm này bằng phương tiện gì? Có chiếc xe máy nhỏ. À xe mà chắc lúc trước chồng để lại đó hả? Dạ không, mở bên ngoài. À dạ. Rồi đi làm thì xa, cách đây xa không? Dạ, cũng xa, cũng ra tới lộ. Ai kêu đâu là làm đó? Dạ. Rồi, ở nhà thì hai bé cứ bỏ cho bơ vơ vậy ha? Hay là trưa về? Thì cũng lãnh đồ về làm. À. Lo đưa rước nó đi học. Trời ơi, ở trong này thì mưa lớn, gió lớn thì chạy lên nội mà trú chị ơi. Chứ ở đây thì sợ quá. Thì hôm nay thì em ghé thăm dễ. Đầu tiên thì hỏi thăm sức khỏe của ba mẹ con. Sau đó thì em sẽ xin trích một ít quý á chị. Dạ. Để chị gửi cho chị mua thức ăn với mua cho bé một vài bộ đồ á. Dạ. Cho bé vui ha. Dạ. À, quý cô chú anh chị, hôm nay thì Đồng có dịp về Vĩnh Long thì biết được hoàn cảnh của ba mẹ con rất chi là thương tâm. Thì người cha thì mất khi tuổi đời còn rất là trẻ, mất một cách đột ngột chị ha. Thì để lại cho chị hai người con này, chị thì mang trong mình một căn bệnh, đó là căn bệnh lao phổi hả chị? Dạ. À, thì hiện tại thì đang điều trị và uống thuốc hàng ngày. Hôm nay thì Đồng xin trích quý của cô Tâm Độ 2 triệu đồng và của em Không Gian là 500 ngàn đồng. Như vậy thì em sẽ gửi cho chị 2 triệu rưỡi nha chị. Yeah. Để chị có mua cho bé một vài bộ đồ mới.
với có tiền mua thức ăn những ngày tiếp theo chị ha. Dạ. Con gái nhận tiền này. Một tờ này nhiêu biết không? 500. Là nhiêu rồi? 1 triệu. 1,5 triệu. 2 triệu. 2,5 triệu. Đủ chưa? Dạ được. Rồi giờ con gái, con có gửi lời gì đến quý ông bà cô bác không con? Dạ con cảm ơn quý ông bà cô bác đã giúp cho mẹ với em với con. Con có chúc ông bà cô bác gì không nè? Dạ con chúc ông bà cô bác nhiều sức khỏe. Có lời hứa gì không? Dạ con hứa con sẽ học giỏi. Chị có gửi lời gì đến quý ông bà cô bác? Dạ, em cảm ơn quý ông bà cô bác đã ủng hộ đến gia đình của em. Dạ. Dạ. Em cũng hy vọng khi thước phim này lên thì được quý cô chú anh chị xem kênh nhé. Chia sẻ để hoàn cảnh của chị đến với được nhiều cái tấm lòng hảo tâm hơn. Dạ. Hy vọng thì sớm thì thầy sẽ gặp lại con gái ha. Dạ. Hy vọng thì gặp lại lần tiếp theo sẽ những ngày gần đây nhất và mang cho đến cho ba mẹ con những cái niềm vui trong cuộc sống ha. Cố gắng lên nhé. Dạ. Thì đến đây video cũng khá dài rồi. Đồng cũng thay mặt những hoàn cảnh khó khăn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý nhà hảo tâm. Quý cô chú anh chị rất là nhiều. Kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Hẹn gặp quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo của Đồng. Đồng và chị và em trai và con gái. Chào ông bà cô bác đi con. Chào.